Dạ, em chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em lên clip số 2. Em giới thiệu cho các anh chị và các bạn một ít đồ nghề nhặt vải ạ. Thì hình thức thanh toán bên em là chuyển khoản thì em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí ship giúp em ạ. Số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các bạn. Dạ, em tên Nương ạ. Dạ, thì cái đầu tiên cái clip thì em cũng xin chúc các anh chị và các bạn một ngày thật mạnh khỏe và vui vẻ ạ. Và em vô cái mã đầu tiên ạ. Cái mã đầu tiên là mã số 1. Đó, là một cái cây cưa Made in Japan 265. Cây cưa này là cưa mộng nha các anh chị. Cây này là nó lưỡi nó mới hoàn toàn luôn nha các anh chị. Bên này thì nó có hơi đen đen một chút, nhưng mà cái này là đi bãi thì nó cũng phải có chút xíu. Dạ rồi, cái này là cán gỗ mà bọc mai nha các anh chị, là mã số 1, 220k. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 cũng là một cái cây cưa mọc luôn nha các anh chị. Cây này là cũng cán gỗ bọc mai. Cây này là hiệu hiệu Tajima nha các anh chị. Đó, 265 Made in Japan. Cây này thì nó hơi bị ố ố, nhưng mà cái cây này là nó ở trong bịch luôn nha các anh chị đó, nó có trong bịch luôn rồi, có thông số này kia luôn. Tajima Made in Japan 265. Cái phần răng của nó nha các anh chị. Răng rất là đẹp luôn. Mã số 2 220k. Rồi cái này là rất là bịch luôn. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cái cây cưa. Cái cưa này là cái cưa Silky. Hiệu của nó là Natanoko gì á. Ở cái lưỡi của nó này còn rất là bén nha các anh chị. Nó hơi bị ố vàng, ố là tại vì á hả? Mình đi bãi rồi nhiều á. Nó nằm ở bãi lâu á nên nó bị hơi ố chút. Mã số 3, 300k. Cái này là chiều dài lưỡi của nó là 30cm nha các anh chị. Còn chiều dài tổng thể là khoảng 45 nha các anh chị. Lưỡi đẹp, quá đẹp luôn. Này, còn cái cây này thì nó có được cái vỏ nữa, có cái bọc cho mình đựng luôn. Silky Natanoko, chữ này giống như 60 hay cái gì, có cái bọc luôn. Rồi có cái đồ treo, đồ sách treo luôn nha các anh chị. Rồi mã số 3, 300k. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một cái cây cưa Silky Gumtaro nha các anh chị. Lưỡi dài là 30cm. Tổng thể của nó chắc cỡ 40. Tổng luôn cái cây này là 45cm. Lưỡi là 30cm nha các anh chị. Đó, lưỡi là 300. Cái này thì nó bị mắc một con ốc. Nhìn nó hơi không đẹp chút, nhưng mà cái lưỡi rồi là chiều dài nó dài. Silky Gumtaro, em quay kỹ lưỡi. Các anh chị nào mà thấy mình xem không có rõ đó, các anh chị cần xem lại thì các anh chị vô Zalo em á, em gửi hình cho các anh chị xem lại nha. Mã số 4, 250k.
Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cái cây cưa. Cây cưa này thì nó cũng giống nhau, hai cây giống nhau nghe đó chị. Cây này nó bị mắc cái chữ. Cưa đây là cưa Nhật nhưng mà nó không có cán thì cán gỗ nha các anh chị. Mã số 5, mã số 6. Giống nhau luôn nha các anh chị đó. Còn mới này em quay kỹ mã số 5. Cái lưỡi đẹp kia không các anh chị. Cái lưỡi rất là đẹp luôn á. Chưa. Cái lưỡi quá đẹp luôn nha các anh chị. Rồi. Mã số 5 170k. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là cũng một cái cây cưa đó, chữ Nhật. Lưỡi hoàn toàn mới luôn nha các anh chị đó. Lưỡi rất là đẹp. Mã số 6. Và để em đo cái lưỡi hơi dài bao nhiêu chứ. 24 sen nha các anh chị. Lưỡi của nó là 24. Lưỡi 24. Mã số 6 170k. Mã số 7. Mã số 7 là một cái cây cưa Abasai. Cây cưa này là cưa gấp nha các anh chị. Đó, lưỡi của nó, lưỡi thì nó hơi bị rỉ sát nhưng mà cái phần này nó rỉ sát mà nó vẫn còn rất là bén nha các anh chị đó. Em quay lưỡi này rất là nhọn luôn á. Chiều dài của lưỡi là 24. Chiều dài của lưỡi là 24 sen nha các anh chị, chiều dài là 24 sen. Cán đồ rất là đẹp nha các anh chị, cán đẹp. Bên này cũng vậy. Nó cũng đen đen cái phần thân chứ mà lưỡi thì còn rất là mới. Lưỡi rất là nhọn. Hoạt động bình thường nha các anh chị đó. Rồi mã số 7 250k. Tiếp theo là mã số 8. Là cái cưa combo nha các anh chị, cái cưa combo. Cây này là cũng chiều dài của nó là 240 sen mi nha các anh chị, 24 sen. Đó, lưỡi của nó này. Nhưng mà cái cây này là hồi nãy em thấy có một cái lưỡi nó hơi, có một cái răng nó hơi cuồn cuồn nha các anh chị. Ừ, nó bị một cái răng cuồn như chỗ đây. Đó. Chỗ cái ngón tay em này. Bị một cái này. Đó, bị một cái. Cây hơi ngắn hơn chút xíu thôi à. À, bị hai cái luôn chứ. Bị hai cái nè. Cái này cũng ngắn hơn chút nè. Bị hai cái này với cái này. Cái này với cái này đó. Nhưng mà cái lưỡi này là rất là bén nha. Cái dòng cưa gomboy này là gomboy là rất là bén nha các anh chị. Đó. Chiều dài của nó là 240 combo. Mã số 8 250k. Cưa này cưa gấp nha các anh chị. Cưa gấp. Cái cán thì nó cũng không có được đẹp lắm. Rồi mã số 8 250k. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cái cây cưa của ARS nha các anh chị. Cưa con sóc cái gì. Lưỡi của nó là 18. 18. 18, 19. Lưỡi 18 nha các anh chị. Lưỡi 18 này, lưỡi còn rất là mới luôn. Đó, em quay kỹ cho các anh chị xem.
Cái này là của ARS, Made in Japan. Cái này là mã số 9, 220k, chiều dài lưỡi là 18 nha các anh chị. Cái này cũng là cưa gấp luôn. Mười tám sen. ARS mã số 9, 220k. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cây lưỡi của Gomboy 21 nha các anh chị. Cây này là chiều dài của nó là 21 sen. Cây này là lưỡi 21 sen nha các anh chị. Đó, em quay kỹ cho các anh chị xem lưỡi. Các anh chị xem kỹ nha các anh chị. Các anh chị xem kỹ cái lưỡi này. Đó, Gomboy 21 sen. Phần cán của nó này là mã số 10, 250k. Cái này là cán của cái phần bên này nha các anh chị. Phần bên này rồi, mã số 10, 250k. Cái này cũng cưa gấp. Rồi tiếp theo là mã 11. Mã 11 là một cái cây kéo các cành rồi các gam luôn nha các chị, các gam rồi các cành luôn của hiệu ARS. Mã 11, 250k. Cái này size của nó là chiều dài của nó là 19 sen nha các chị. Cái này chiều dài của nó là 19 sen điểm. Cái này còn rất bán nha, các trái là còn ok lắm nha các chị. Cái này là mình nó cái lưỡi nó dài nè các chị, thì mình có thể làm các cái gì, các cành rồi các giam được, các cành nhỏ được luôn nha các chị. Rồi size này là 10, size 18, mã 11, 250k. Phần cán, phần lưỡi rồi rất là ok nha các chị. Ai rồi ấy. Rồi tiếp theo là một cái cũng cái cây kéo tỉa giam. Cây này thì nó không có cái hiệu gì hết á, nhưng mà nó có đám chữ nhật nha các anh chị đó. Nó không có để hiệu gì hết nhưng mà có đám chữ nhật. Cây này chiều dài của nó chắc cũng 18 thôi. Cây này chiều dài của nó 19 sen nha các anh chị. Cây này chiều dài 19 sen, dùng để cắt giam. Để em cắt. Cắt được gì trên trời. À đây. Đó. Cắt rất là bén nha các anh chị. Đó. Tại cái gì, cái giá này nó. Đó. Cái giá này bị nhèo quá. Đó, cái này là có chữ nè. Chiều dài lưỡi của nó là gửi chắc chiều dài lưỡi cửa 50 nha các anh chị đó, chiều dài lưỡi. À, cây này là size 19. Mã 12, 220k. Tiếp theo là mã 13, là một cái cây kéo thép đúc. Cây này, đó, cây này là có chữ nha các anh chị đó. Cái răng nó thì ấy này, cây này đó, cái lò xo. Cái này cái trái cũng là ok nha các chị. Rất là bén luôn. Rồi. Lưỡi, em qua lưỡi kìa. Qua lưỡi các anh chị xem. Lưỡi thì cái mấy cái cây này thì em không có biết mài nha các anh chị. Em về em chỉ vệ sinh thôi. Các anh chị mua về các anh chị mài rồi xài giùm em chứ. Nhưng mà vẫn còn là khá là bén nha các anh chị. Còn đầy đủ phụ tùng. Và cái này là mã 13, 300k. Cái này để em đo ở xài size bao nhiêu.
size 20 nha, size 19 nha các chị. Cái này cũng size 19. Mã 13 300k. Rồi tiếp theo là một cái, cũng là một cái cai kéo. Kéo cái cành luôn nha các chị. Cái này thì không có chữ. Cái này không có chữ. Lưỡi của nó. Không có mẻ gì hết nha các anh chị, lưỡi vẫn còn đẹp luôn. Để em thử cắt trái thôi được không? Cũng rất là bén nha các anh chị, bén lắm luôn á. Cái này cũng là size 20, 19. Cái này size 20 nha các anh chị. Cái nãy cũng size 20. Mã 14 250k. Tổng thể cái này. Mã 14 250k. Tiếp theo là mã 15. Mã 15 là một cái cây mỏ lết nha các anh chị. Mỏ lết nhôm. Nhôm cái gì? Không phải nhôm. Cây mỏ lết nha. Cây này là của hãng MCC nha các anh chị. Đó, cây này chiều dài của nó là 350. 11 1/2, 11 trên 1/ 11 gạch 2 gì đó, em cũng không biết nha. MCC 350. Để em quay nữa cái mở hết cửa rồi. Rồi, em đo luôn. Em đo luôn cái độ mở hết cửa là 60 nha các chị, độ mở hết cửa là 60. Cái này là rất là đẹp nha các anh chị đó. Cái phần cán rồi rất là đẹp luôn. Cái này là mã 15 280k. Hình răng của nó này. Răng thì nó hơi dính cái gì, dính đồ dơ xác thép rồi để lâu ngày thôi chứ cũng còn đẹp nha các anh chị. Rồi. Rồi cái này mã 15 280k. Tiếp theo là mã 16. Mã Ủa. 415. Mã 16. Rồi chặt lắc rồi trời. Theo là cái mã 15, mã 16 nha các anh chị. Mã 16 là một cái cây kìm, kìm nước. Cây kìm mỏ lít nước nha các anh chị, mỏ lít nước. Cái này là chiều dài của nó là 280. 280 mi hiệu tớp. Đó, phần ngoài rất là đẹp nha các anh chị đó. Rất là khít luôn. Rất là đẹp luôn. Mã 16. Đó. Cái thép. Rồi để em quay. Cái này là miệng mở rộng lớn nhất là mở được ốc 70 nha các anh chị. Mở được 70. Phần răng ngầm rất là đẹp nha các anh chị đó. Rồi, mã 16 280k. Chiều dài là 28 cm nha các anh chị, chiều dài là 28 cm. Mã 16 280k. Tiếp theo là mã 17. Mã 17 là một cái cây cẩu bướm nha các anh chị, mã 17 là một cái cây cẩu bướm. Cây này thì nó rất là dài và nặng nha các anh chị. Cây này là chiều dài của nó là 60. Kẹp được 60 nha các anh chị, kẹp được 60. Cái bề rộng của nó là
bề rộng của nó là tầm 15-16, tầm 17 nha các chị. Đó, còn cái chiều dài thì dài nè, nó rất là dài nha các chị, rất là dài. Đó, hiệu của nó là Kakun gì. Hoạt động bình thường nha các chị, hoạt động bình thường. Cái này là mã 17, 650k, cặp này là bạn nguyên cặp nha các chị, nguyên cặp là mã 17, 650k. Cặp cẩu, cặp cẩu này là chiều dài của nó là 6, kẹp được 60 nha các chị, cái phần kẹp của nó là được 60, nguyên cây dài. Rồi mã 17, 650k một cặp. Tiếp theo là mã 18. Mã 18 là một cây thước gốc nha các anh chị, cây thước gốc. Cây này là chiều dài ngọn của nó là 150. Còn chiều rộng là 30. 300. Cây này là của hiệu Sinh Hoa nha các anh chị đó, chim cánh cụt. Sinh Hoa. Made in Japan. Đó, mã 18, 120k. Hiệu chim cánh cụt này có logo của nội địa Nhật luôn nha các anh chị đó. Rồi, mã 18, 120k. Tiếp theo là mã 19. Mã 19 là một cái cây, cũng là một cái cây thước gốc luôn nha các chị, thước gốc. Chiều dài nó chim cánh cụt luôn nha các chị. Đó, logo. Chiều dài của nó. Rồi cái này cũng là mã 19, 120k. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 là một cái cây kìm cốt Rotter nha các anh chị. Cái này là, cái này là cái lò xo tự động trợ lực nha các anh chị. Đó, cái lò xo. Cái này chiều dài của nó là 28 sen, cái này chiều dài của nó là 28 sen. Còn rất là mới luôn. Cái mở được cốt là 1.25, 1.25, 2, 5 và 8 nha các anh chị. Này là 1.25, 2, 5 và 8. Đó, em mở cái cốt thôi. Phần cốt này cũng đẹp lắm nha các anh chị đó. Có logo nội địa Nhật. Phần thân. Cái này là người ta khác chữ của cái người mà họ xài hay sao. Rồi mã 20, 350k. Rồi tiếp theo là một cái cây kìm cắt cáp nha các anh chị, của hiệu hiệu Nissan Denshan. Denshan hiệu Denshan. Cây này chiều dài của nó là 23 sen nha các anh chị, chiều dài là 23 sen, mã 21, giá là 280k. Denshan. Cái phần răng nha các anh chị. Răng. Không có mẻ gì hết nha các anh chị, phần răng. Em bấm này. Rất là khít luôn.
Cán rùa vẫn còn đẹp nha các anh chị, cán rùa vẫn còn đẹp. Rồi mã 21, giá là 280k. Mã 21 giá 280k. Tiếp theo là mã 22. Mã 22 là một cái móc nha các anh chị, cái móc móc của Nhật. Đó. Đó. Tháo ra móc vừa chặn lại. Cái này là chiều rộng của nó, chiều dài của nó là cỡ 10 cm nha các anh chị, còn chiều rộng là cỡ 40. Là chiều dài là 40. Cái này nó có chữ. Để em xem chữ gì. Đó, KA10K1711 Japan. Cái đây là mã số 22. 120k nha các anh chị. Cái này mã số 22. Cái chữ này là em bỏ. Một trăm hai mươi k mã 22. Tiếp theo là mã 30, mã 23. Mã 23 là một cái cây kìm, cái cây vít hồ lô nha các anh chị, cây vít hồ lô vít xeo. Cái phần là em quay cái phần là mũi. Đó, phần mũi của nó nha các chị, phần mũi. Rồi. Không có bể rách gì nha các anh chị, không có bể rách gì hết. Rồi cây này là chiều dài của nó là 20 cm nha các anh chị, mã 23, 80k. Tiếp theo cũng là một cái cây vít hồ lô của vít xe luôn nha các anh chị, là mã 24, cũng là 80k. Đó, em quay cho em. Cũng rất là đẹp nha các anh chị. Mũi, mũi còn. Rồi cây này chiều dài của nó là cũng 20 cm nha các anh chị. Mã 24, 80k. Tiếp theo là mã 25. Mã 25 là một cái cây vít hồ lô của vít xeo luôn. Cây này là BH1 nha các anh chị. BH1. Cây này là mũi nhỏ. Cây này là chiều dài của nó là 15 cm. Mà chiều dài của nó là 15 cm. Mã 25, 70k. Tiếp theo là mã 26. Mã 26 là một cái cây vít lắc. Cây vít lắc nha các anh chị. Qua nhận lại cây này thì nó chỉ có một mũi, không lấy ra được nha các anh chị. Một mũi. Đó. Cây này chiều dài của nó là cỡ 90 cm nha các anh chị. 90 mi chứ. Cây này chiều dài của nó là 9 cm. Mã 26, 130k. Cái này nó chỉ là như vậy thôi đó, vẫn liền lạc như vậy nè. Nó có cái hiệu gì nè, đó, Japan. Mũi. Mũi nó. Rồi. Lắc qua lắc lại, để trên giữa thì là một cái ca vít bình thường, lắc qua lắc lại, vít lắc nha các anh chị. Rồi, cây này là mã 26, 130k. Tiếp theo là mã 27. 27 cũng là một cái cây vít lắc nha các anh chị. Cây này là hiệu Annette. Annette. Cây này là cũng một mũi. Có chế độ lắc qua lắc lại. Rồi, cây này mũi của nó nha các anh chị. Mũi. Mũi còn rất là đẹp nha các anh chị. Cây này nó chỉ dài tầm 10 cm nha các chị, chiều dài của nó cỡ 10 cm. Mã 27, 150k. Tiếp theo là mã 28, là một cái cây tuốt dây điện của vết xe nghe anh. Dạ, cây tuốt dây điện của vết xe.
Cây này là 250k. Cây này là chiều dài của nó là 17 nha các chị. 17. Dài của nó là 17. Tốt. Em không biết tốt. Để em thử, em không biết, em biết làm cái này. À được nè. Cái này là tuốt được dai 3 ly nha các anh chị. Tuốt lớn nhất là, nhỏ nhất là 1 ly mà lớn nhất là 3 ly. Bali 2. Đó, cái thông số của nó em không biết nữa. 10 18 20 28 32. Hoạt động bình thường nha các chị. Của vết xeo. Còn rất là đẹp. Rồi mã 28 250k, tiếp theo là mã 29. Mã 29 là một cái cây kìm cắt của Mary. Còn rất là ngọt nha các chị, còn rất là ngọt luôn. Mã 29 180k, cây này là size 10. Size 19 nha các chị, cây này là size 19. Nó còn khít lắm luôn đó, mà tại vì nó gì, cái vỏ ở ngoài cái màu nó hơi cũ cũ thôi, nhưng mà nó không có rách gì nha các chị, vỏ ngoài nó hơi cũ cũ không có rách gì hết đó. Phần lưỡi rất là khít luôn, không có hở một xíu sáng nào hết đó. Mary Hair 05 có logo nội địa Nhật. Rồi mã 29 180k, tiếp theo là mã 30. Mã 30 là một cái cây kìm cắt của Trimax nha các chị. Đó, Trimax. Cái này là có cái lỗ tuốt dây điện các anh chị. Đó, có một cái lỗ tuốt dây điện. Rồi, vẫn còn đẹp, không có hở sáng gì hết. Cán của nó. Để cắt thử ngọt không. Đó, còn rất là ok nha các anh chị. Cắt thành chỗ lỗ tuốt. Đó. Cái này mã 30 120k, cái này chiều dài của nó chắc 16 quá. Đúng rồi. Chiều dài của nó là 16 cm nha các anh chị, chiều dài của nó là 16 cm. Rồi tiếp theo là một cái cây kìm của Fuyia nha các anh chị, cái này còn đẹp. Đó, Fuyia logo nội địa Nhật. Rồi, càng đẹp nha các anh chị, này không hở sáng gì hết. Đó, em bóp lại nè, không hở sáng gì. Vỏ Fuyia. Cái này là dính màu sơn sơn á, dính màu sơn hơi đỏ đỏ thôi chứ không có bị gì hết. Vỏ vỏ rồi rất là đẹp nha các anh chị đó. Cái gì? Em cắt thử ngọt, ngọt rất là ngọt luôn nha các anh chị. Đó. Rồi. Cái này là size 19. Rồi, cái này size 19. Mã 31 giá là 200k nha các anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Trời, mã 31 200k một cái cây kìm của Fuyia. Rồi tiếp theo là một cái cây kéo cắt ống. Cây này em không biết cắt. Cái kéo cắt ống của MCC nha các anh chị. Này, 27, cắt được ống 27. Nó có cái nút gài đây luôn nha các anh chị. Bấm xuống mình gài lại. Rồi. Mở ra. Của MCC. Này là Made in Japan. Rồi để em thử thôi được không anh? Ông chồng em thử thì ngọt lắm mà em không biết cắt.
Đó. Rồi cái này là 30, mã 32, 200k nha các anh chị. Cái này là chiều dài của nó là 19 sen nha các anh chị, chiều dài là 19 sen. Mã 32. Mã 32 giá là 200k. Và tiếp theo là mã 33. 33 là một cái cây búa tạ nha các anh chị, cây búa tạ hiệu Doku của Made in Japan. Đó, hiệu Doku. Để em để thấy rõ sao mà mở. Đó, Doku Made in Japan. Đầu con trâu. Cái này là cái đầu cán là nặng 1,1 kg nha các chị. Cái này đầu cán này nặng 1,1 kg. Phần cái phần cán này cũng đẹp lắm nha các chị đó. Cái phần đóng đóng này còn đẹp. Còn phần cán này, cán liền lạc rất là đẹp luôn nha các chị. Cái này là giá 250k nha các chị. Cái này là mã 33, giá là 250k. Rồi tiếp theo là mã 34. 34 là một cái cây thước dùng để đo, nó có nhiều hệ lắm, em cũng không rành nữa nha các chị. Cái này quá trời sao nó tùm lum hết rồi, em biết là phải dùng bằng gì. Cái này em quay kỹ các anh chị xem, các chị nào tôi thích thì dùng thì chốt nha các anh chị. Đó, cái này này, đó nó có số này. Số như vậy. Rồi bên này nó có những số như vậy. Này dùng để làm, các anh chị nào làm cơ khí thì làm gì để đo chính xác, độ chính xác cao hay là gì á, cũng biết rằng. Tự nhiên cái đài cái nó ở trần này, tự nhiên nó đo từ giữa cây thước này, từ 0 ra tới đây 19 sen. Còn ở dưới đây thì nó đo cái gì a gì đó em cũng không biết nữa. Cái bên này là hình như là cái này là mết, ở trên này là đo bằng, ở này là đo bằng cm, còn dưới này là đo bằng hệ in hay sao các anh chị. Hệ in đó, cái này là của Xinhua nha các anh chị, của Xinhua này đó, chim bánh cục. Còn rất là mới luôn nha các chị. Cái này là hoàn toàn mới luôn á. Còn trong bao bì luôn. Cái này là mã 34, 200k. Cái bọc luôn. Cái bọc luôn. Tiếp theo là mã 35. 35 là một cái cây thước 1 mét nha các anh chị. Cây thước 1 mét. Đó. Made in Japan. Đó, cái hiệu chim cánh cụt nha các anh chị. Đợi em quay bên này. Bên này là dùng để đo hệ in hệ gì đó. Đó, nó có. Cây này còn rất là mới nha các anh chị. Cây này còn rất là mới. Đó, cây này là mã 35, 350k. Dạ rồi, em cũng kết thúc like ở đây. Em xin chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Dạ, em xin chào các anh chị ạ.